Alo, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Lâu không gặp. Cuộc sống thì bận rộn, nhưng mình cũng cố gắng dành một chút thời gian để chia sẻ về với quê hương những cái thông điệp mà mình nhìn thấy. Bởi vì chỉ mong rằng những gì tôi góp ý về với quê hương và những cái tiếng nói của tôi thức tỉnh những cái ban ngành về công tác dân vận tuyên truyền cho nó hiệu quả hơn. Đừng để quý vị là những người mà ăn cơm mặc áo đảng tiền thế của dân trở thành tội đồ của dân tộc. Tôi nói thật đấy, khi đất nước mà có biến cố lâm nguy gì, đừng để mình trở thành tội đồ của dân tộc. Bởi vì xương máu của biết bao nhiêu anh hùng và tiền thế của nhân dân đóng vào, đừng vì những cái nhóm lợi ích, những cái sự ích kỷ nhỏ mọn tư lợi nào đó mà lên mạng đem cái tôi của mình để đặng mà đánh bóng thế này thế nọ. Bởi vì khi tôi nói chị các bạn, như những cái kênh Facebook mà tôi nói nhân quyền tin tức dùng cao, rồi YouTube của Thanh Tâm Tiếng Vân 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 vân, họ chia sẻ bài bản hay lắm, nhưng mà phe mình lực lượng 47 rồi 10.000 người rồi, tôi chẳng biết ở đâu những cái người mà gọi là đảng viên rồi lên mạng, tôi chẳng biết họ ở đâu nữa, mà những cái bài, những cái kênh như vậy không có được mở rộng ra. Buồn hơn là những cái kênh như Mặt Trận Tổ Quốc lộn lộn vào bị giới hạn. Sự tuyên truyền của họ rất là hay, cũng bài bản lắm, đọc bài dở cũng hay, nhưng mà khi mà tham gia bình luận đó, thì bị giới hạn. Các bạn thấy bị xét duyệt thì tôi thấy dở. Mình về phía bên Việt Nam đó, còn về công tác dân vận cho mà tuyên truyền còn dở giả mắng. Đó là tại sao lâu lâu các bạn thấy có những cái sự bạo loạn nổi lên, những cái sự mất mát trong xã hội. Biến cố năm 2018 các bạn thấy hồi khoảng tháng 5 đó, nó sự vụ ở Bình Thuận, nó cũng do vấn đề dân vận tuyên truyền không có được khách quan đến những người dân mà họ kém hiểu biết, họ không cập nhật được những thông tin đa chiều mà các thế lực tổ chức chống cộng ở nước ngoài tụi nó ủy quyền ghê gớm lắm. Hôm nay nó nói như vậy, ngày mai đã nói nó khác. Tôi vào trong mấy diễn đàn của tụi nó ở trên không gian mạng, cái như là thao thoát đồ cũng vậy, tụi nó nghe tụi nó nói chuyện con người của tụi nó thủ đoạn giả mạo. Như hôm nay tôi cũng vào nghe, tôi thấy nhiều thằng có lúc mình thấy nó giống như nó mệt mỏi rồi, cái nó nói theo Việt Nam, bắt đầu khi mà nó bức xúc đó, bắt đầu nó đòi giật sập chế độ. Tôi nói đúng là ảo tưởng, các bạn thấy tụi nó ảo tưởng ghê gớm, và nó luôn luôn nuôi trong những cái mộng của tụi nó là làm sao mà xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chứ không phải là giỡn đâu. Nhiều người cứ lên mạng vào phe mình, gọi là phe cho mấy người mà gọi là thân cộng đi, chèn tự chủ quan lắm, lúc nào cũng là lo gì sợ gì. Có những người lãnh đạo rất là giỏi, người ta biết làm gì, nhưng mà cái vấn đề là những ở cấp bộ, cấp trung ương người ta làm đúng, nhưng mà ở địa phương, nhưng mà khi xuống những cái mà gọi là mà từng người một, khi lại có những cái tư duy lệch lạc hết trơn. Ngay cả tôi nói là một cái bằng chứng nữa để anh chị các bạn thấy, trên mạng chèn đất ơi, tôi thấy ông thủ tướng Úc mà sang Việt Nam đó, chèn đất ơi, ông đi Hà Nội, ông ăn, ông uống, ông ngồi này, ui thôi, báo chí, những cái mà kênh, những cái mà trang Facebook, rồi một số những người mà gọi là thân cộng đó, ui thôi, phải
bắt đầu đưa lên ầm ĩ nó, thấy không đó, hữu tướng Úc qua Việt Nam thế này thế nọ. Chàng ơi, tôi nói chỉ có bạn biết, cái đám Mỹ trắng tụi nó cá mè có con lứa, cái thằng Úc, thằng Anh, thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng Đức, thằng Canada, mấy thằng này cá mè nó có con lứa. Các bạn nhìn cái khoan Việt Nam, tại vì sao cái lối sống của tụi này nó thực dụng lắm, nó rất là thực dụng. Nó ăn uống, nó sang Việt Nam nó ăn uống, nó vui cười, nó nói gì đó, xong nó về nó khác, nó không phải như vậy đó. Chứ để tự nhiên đừng có đánh bóc quá, các bạn thấy không? Nếu mà thằng chính phủ Úc nó thật sự nó có tâm với lại Việt Nam mình đó, thì nó đã không hậu thuẫn những cái nhóm, nó không để cho những cái nhóm khuyến khích những cái nhóm mà tổ chức chống cộng ở hải ngoại dương cờ vàng ra và nó còn ủng hộ in cái cờ ba sọc của tụi nó trong cái đồng tiền kỷ niệm. Thì các bạn nghĩ nó cái tụi mà những cái tụi mà da trắng, những cái quốc gia như Anh, Úc, Mỹ, Canada rồi mấy thằng này, tụi đó thực dụng nó, con người của nó ghê gớm lắm. Bởi vì dân Việt Nam mình dễ bị dụ đó. Bởi vì các bạn thấy tôi sống ở thằng Mỹ thì mấy chục năm rồi, thằng Mỹ nó đông quá tôi không nổi. Bởi vì tinh thần dân tộc nó ở trong tim tôi, tinh thần tổ quốc, tinh thần của những anh hùng dân tộc bất khuất sáng ngời, những tấm gương của họ nó không phai nhòa trong tim của tôi. Các bạn thấy những cái thứ bơ thừa sửa cặn nó không làm cho tôi lung lay được. Các bạn đi tìm trên không gian mạng này chứng minh tôi có bao giờ quay lưng với tổ quốc không? Các bạn tìm được tôi sẽ bỏ đấu tranh. Tôi nói thật đấy, tại vì tôi tự hào cái dân tộc Việt Nam của mình. Đi ra nước ngoài rồi tôi càng nhìn thấy được thương quê hương tổ quốc, nhất là chúng ta có được một người lãnh đạo như Bác Hồ. Bác đi năm châu bốn bể, Bác thu thập được những cái tinh hoa của thế giới để về giải phóng dân tộc, đem dân mình ra khỏi nô lệ và đất nước mình có ngày hôm nay. Nhưng tiếc là có những thành phần phản quốc, nó ăn cơm mặc áo đảng và tiền thế của dân, nhưng nó phản quốc. Những thành phần đó rất là khinh bỉ anh chị. Ngày hôm nay trên không gian mạng rất là nhiều, khi mà có chuyện các bạn sẽ thấy nó sẽ bộc lộ ra những cái sự gọi là ngấm ngầm, bất mãn cơ chế, chứ không phải giỡn đâu. Thôi thì hôm nay mình like tới đây và xin tạm dừng. Những gì mình tâm sự là hoàn toàn từ cái tấm lòng của mình, chứ không có qua phải là vì cái mưu đồ chính trị cơ hội hay gì cả. Có nhiều thằng với cái đám súc vật ngụy nô chống cộng hay ngoại, nó vô Facebook mình, nó chửi mình nó đào mồ đào mã, nó chửi, nó nói mình là chính trị cơ hội thế này thế nọ. Các bạn nói nó, con người của tụi nó quan tưởng đến độ như vậy, nó quan tưởng một cách giả mang. Thôi thì mình xin tạm dừng like ở đây. Xin chào quý bà chị các bạn trong diễn đàn, hẹn gặp ngày trở về với quê hương. Trong những cái năm tháng xa tổ quốc, mình sẽ luôn luôn phấn đấu không ngừng để trở thành những con người có hữu ích cho quê hương đất nước Việt Nam, góp một phần tiếng nói nhỏ bé của mình về đất quê hương. Hy vọng và mong rằng những cái cơ quan nhà nước có trách nhiệm và cần phải có những cái sự thay đổi kịp thời, để không có phải những mạng người phải hy sinh trong cái thời bình như ở vùng sâu vùng xa vùng cao nguyên. Các bạn biết trong tương lai cái nhóm tổ chức mà chống cộng hải ngoại tụi nó còn nhiều mưu đồ lắm, nó không có để Việt Nam yên bình đâu. Chứ đừng có mà ngồi đó mà mơ cứ là hòa hợp hòa giải thế này thế nọ, nghị quyết 36
Nghị quyết 36 thì nó là ưu việt, nó là một cái nghị quyết để tạo cơ hội cho những kiều bào họ có tấm lòng với quê hương. Những cái tụi, những cái tổ chức chống cộng ở ngoài đừng hòng, đừng có hòng. Tôi nói trên mạng tôi đấu tranh mấy chục năm tôi biết, ngày xưa mà khi nghị quyết 36 mà ra đời vào khoảng năm 2003-04 thì tôi quên rồi. Chàng ơi, nó chửi nó chống phá, không còn cái gì, nó chống riết rồi à. Mệt mỏi rồi nó im thôi. Bây giờ nó nói nghị quyết đó là dụ nó để nó về, mà có ai mà dụ mấy cái thành phần bất hảo đó đâu. Các bạn thấy, chỉ là để tạo cơ hội cho những bà con kiều bào họ còn vấn vương với quê hương, họ còn nhớ đến cái tổ quốc Việt Nam, để họ trở về, để họ nhìn thấy sự đổi mới phát triển của Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thôi một lần nữa mình xin chào tạm biệt ở đây. Bye bye.